13. Hello, xin chào các bạn, lại là Trâm Sứa đây. Và hôm nay tôi sẽ ghép đôi thành công hay không, các bạn hãy cùng theo dõi với tôi nhé. Xin chào các bạn, và đây là người chơi của chúng ta ngày hôm nay. Xem em tên gì nhỉ? Em tên là Mai An ạ. Em lên 3 tuổi rồi. Em 18. Vừa tròn 18 hay chưa đạt 18? Sweet 18. Wow. Em chưa 18. Ok, thế rồi. Thì bao lâu rồi em chơi yêu ai nhỉ? Tầm gần nửa năm ạ. Gần nửa năm, ok. Thế lý do gì em quyết định tham gia chương trình? Em cũng muốn có người yêu. Ok. Thật ra ai cũng muốn có người yêu, bởi vì làm cậu độc thân nó buồn lắm. Có người để đưa đi ăn, đưa đi chơi, thích chứ. Rồi, vậy thì bây giờ theo format của Trâm Sứa nhá, em nhìn tất cả các bạn đang đứng ở đây, em thích một bạn nam bất kỳ nào thì em chỉ có chị sẽ ra bắt bạn ấy về ghép đôi cho em. Thấy không? Vâng, em là em tia được rồi đấy. Tia của ủi nhanh thế. Đâu, ai? Bạn đang nhảy à? Trông cũng tê. Bạn đang nhảy à? Cái bạn mà mặc áo ba lỗ túi vàng đúng không? Yeah. Ok, chờ nhá. Bạn ơi. Ồ, bạn này trông Canix nhé. Canix ạ? À, Canix. Đứng đây mình bốn thằng còn lại đâu? Em đang đợi chúng nó lên. Ok, thế cho hỏi một câu là có người yêu chưa? Em chưa. Chồng có yêu à? Thế đi ra đây một tí nhá. Nhưng mà chúng sắp lên rồi. Tí nữa chúng nó lên, chồng một chúng tí. Chúng sắp lên rồi. Anh em là phải đợi nhau chứ, hiểu không? Em cứ được ngay đây rồi, không đi đâu. Nhưng mà đi đâu? Ra đây, đi. Em nhìn chị là biết đi đâu rồi. Biết đi đâu? Đi. Đi, ok đi. Rồi, đây, đặt cho. Thế thì không phải, thế không phải kéo. Hey, mời bạn nam sang đây ạ. Ơi, tôi tuyên bố là các bạn đã trở thành vợ chồng của nhau ạ. Nhận cưới đâu? Đây. Rồi, anh nhận nào? Rồi, thì bây giờ là đây là chương trình ghép đôi, biết chưa? Em biết rồi, em như chị đấy. Rồi, thì bạn nữ là người chơi ngày hôm nay, thì bạn nữ đã chọn em. Thì em có đồng ý tham gia không nhỉ? Câu này, chỉ có làm, chỉ có phần bù, chỉ bù chiếc năng, chỉ có làm. Cái loại không làm được rồi khó ăn nhạt đồng nha. GT à, ừ, bỏ cái effort là ô kìa. Yêu em, ơi em nhạc à? Khoe là mình có effort à? Không ạ. Mời hai bạn đứng đối diện với nhau ạ. Em đứng bên kia được không? Bạn nữ đứng bên này. Đấy à? Okay. Thì bây giờ mời các bạn là đứng gần nhau hơn một tí ạ. Nhìn thẳng mắt nhau đi xem nào. Bây giờ giới thiệu về bản thân cho đối phương biết đi ạ. Em giới thiệu trước nhá. Rồi, ok. Anh tên là Đức, 96. Thì bây giờ đang vô công rồi nghề. Vô công? Không, nói chung là không có việc gì không, làm. Người ta là vô công người. Rồi nghề chứ không công. Vô công. Em vừa đọc là vô công. Nghe biết công à? Không. Ok. Em công với nữ thôi. À ok, dạ. Ok. Rồi, bạn nữ đi ạ. Em là Mai An ạ. Em năm 18. Em chưa 18. Em chưa 18. Hai. Rồi thì bây giờ hai bạn có gì muốn trao đổi, muốn đặt câu hỏi cho nhau thì xin mời ạ. Bạn nào muốn trước ạ? Em ở đâu nhỉ? Em ở Ba Đình ạ. À, anh ở Hà Đông. À, nhưng mà không sao, cách chúng ta không thành vấn đề. À, anh có xe máy. Xe máy điện. Cũng được, cũng gọi là có. Nói chung là đi được là được rồi, đúng rồi. Em thấy bây giờ có muốn đặt câu hỏi gì cho đối phương hoặc là thả thính nhau đi xem nào. Anh nhìn ra xa kia có cái gì không? Không, anh chả thấy gì, thấy người thôi. Xa đang thế. Ôi. Ok. Ôi câu này lạ là gì này? Còi mới đấy. Ôi ok đấy. Các bạn nhớ học hỏi nhá. Ừ. Ôi em cũng phải thả thính á. Thế là đàn ông đàn an kiểu gì đây? Mạnh mẽ lên xem nào. Anh có tin vào duyên số không? Ôi. Thật độc thế. Anh đã tin vào duyên số không? Trước giờ thì anh vẫn tin vào duyên số. Anh đưa số đây, chúng mình nên diễn. Kinh đấy. Ôi thôi đi. Cầm đi. Không mở máy ra sao người ta? Không, cứ cầm thôi chị ạ. À. Có là làm tin đấy. Chắc chắn là tí em sẽ đưa số đấy. Ok. Dễ. Ôi hai bạn của hai ấy thế được nhưng mà. Ôi nhưng em chưa biết là tính chị ạ. Khó nhở? Bao giờ lâu rồi chưa yêu ai? Bây giờ em phải tự nghĩ này. Bao lâu rồi chưa yêu ai?
Không, như em có trứng rán cơm vỡ rồi đi. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đến với một phần, đấy là phần trò chơi đi, để chúng mình có thể gọi là hiểu nhau hơn, gọi là thân mật hơn một chút được không ạ? Ok ạ. Thì như các bạn thấy là tôi quên cái bước thăm rồi. Kiểu làm ra một đống câu hỏi xong quên mất ấy. Thế ra hôm nay là tôi tự nghĩ ra trò chơi cho các bạn. Nếu với nhìn về cái hộp em này em biết luôn. Biết luôn đúng không? Biết không? Biết chưa? Em biết. Nếu các bạn nào có xem số của tôi ít hay nhiều thì cũng biết được một điều, đấy là châm sứa là luật. Tôi đã đưa ra trò chơi thì kiểu gì các bạn phải chơi và không có quyền được đổi. Thế nên thì bây giờ trò chơi sẽ là như thế này nhá. Không, mút nó tầm thường. Cắn gì? Không cắn. À không, cũng có cắn, nó sẽ như này nhá. Các bạn có nhiệm vụ là cắn cho tôi đủ 5 que stick này, trong điều kiện là các bạn phải mỗi người ngậm một bên. Cái miếng còn lại nó chỉ được ngắn tầm này, 1cm đến 1,5cm, rất ngắn. Đây từng này ơi. Tí. Đấy. Phải thừa ra đúng 5 thanh có cái cm như thế. Nếu không được, các bạn sẽ thua. Thua thì làm sao ạ? Thua sẽ chịu hình phạt. Em muốn phạt luôn rồi. Hả? Em nói thế thôi, đàn ông là phải mạnh mẽ chứ không? Đúng không chị? Tưởng á cái. Rồi, thế bây giờ chúng ta bắt đầu chơi nhá. Nhớ nhá, cái phần thừa còn lại chỉ được rơi vào từng này. 1cm rưỡi đúng không? 1 đến 1,5 cm. Mẹ hơn rồi. Chị làm sao mà lừa được em? Chỉ tầm này thôi. Nào bây giờ xin mời các bạn ạ. Rồi, ăn đi ạ. Ngắn thôi nhá, ngắn nhá, ngắn nhá. Rồi nào. 1. Hơi dài quá rồi nhá. Chỗ này là hơn 1,5, tôi xua kèo luôn. 1,5 cm chị ạ. Chị đếm không? Bây giờ chị thua là em không phải làm nữa. Trời tiếp đi. Chúng mày lại lừa tao à? Các bạn này. Tiếp đi. Ngon chị ạ. Cảm ơn. Được. Tôi chọn đúng này. Nào, đúng nha, đúng nha. Nào. Bạn nữ nhả hơi sớm đấy nha. Nhả đợi, dài hơn nha, mất một cơ hội rồi nhá. Đừng dài, chị nhìn này. Cho đủ nha. Nó mà dài hơn chết. Ui ui ui. Ok, ngắn hơn, ok. Ăn nhiều ấy chị. Ăn đi, tôi không biết, ăn đi. Ngắn hơn anh ơi, ngắn hơn nhá. Vào đi cơ. Đừng có dài hơn, hết cơ hội rồi đấy. Ok. Ok ok. Cố đi nào. Em no lắm rồi. Cố lên. Ăn tí sô-cô-la và sau đó ngọt mồm. Ngọt như môi em không? Ngọt như môi em không? Đấy, bây giờ thử để ổi tạo cơ hội thế có gì nữa không? Ôi, cái này sao nhỉ? Ok, hợp lý lắm các bạn, càng ngày nó lại càng ngắn cơ. Cái cuối nào. Em tin không, là một cái bị hỏng. Một cái hỏng rồi. Cái này đúng không ạ? Không. À bây giờ thích cắn bằng hạ, cắn bằng lộ. Thích làm lại tôi cho lộ chơi. Ok. Cái cuối nào, cố lên nào. Cố lên nhá, sẵn. Cắn cho ngắn mà. Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh. Ôi, cảm ơn. Đây nhá, các bạn nhìn thành quả nhá. Đây, có đúng một cái thanh dài là tôi đã cho các bạn chơi lại rồi. Đấy, ok. Và xin chúc mừng là các bạn đã hoàn thành cái trò chơi ngày hôm nay ạ. Sau phần trò chơi thì chúng ta sẽ đến với một phần, đấy là thử thách. Thực ra tôi cũng không biết là hôm nay hai bạn lại trông như thế này. Thế nên là hôm nay thử thách là tôi sẽ phải nghĩ một cái trò gì đấy mới. Bạn nam thì tôi xua kèo là bạn ấy không đủ sức bế bạn nữ rồi. Thế nên là... Em bế được thì mất gì? Em bế được thì mất gì? Sao được rồi, bỏ qua đoạn bế, bây giờ làm cho khác đi vậy. Bây giờ nha, bạn nữ sẽ đẩy bạn nam vào tường. Cái gì đấy? Sẽ bế chấm sữa. Không.
đồn quay phim mới. Mai tôi đổi quay phim. Đỉnh cường trai muốn làm là. À ừ. Ủa, khen em. Em khen em. Ok rồi, bây giờ nhá, để tôi nói nốt cái trò chơi xem nào. À, thử thách hôm nay là bạn nữ sẽ đẩy bạn nam vào tường, ép bạn nam vào đấy, xong rồi là cầm hai cổ tay bạn nam dí lên tường, sau đó nhìn thẳng vào mắt nhau. Vãi cả đái. 20 giây. Lâu thế. 15 giây. Rồi, ok. Bây giờ nhá, tường đây rồi, nhân vật của chúng ta đây rồi, thì tôi đếm đến 3, mời bạn nữ đẩy bạn nam vào tường. Chuẩn bị nhá. 1, 2, 3, 10. Mười ba. Mười bốn. Rồi chị đến chưa ạ? Không đến chưa. Làm lại. Không. Làm lại 5 giây nhanh lên. Đi vào. Chơi thích chơi đều tao à? Đi vào. Em giơ hai tay hẳn với chỗ. Đấy. Chúng ta đã xong phần gọi là thử thách. Thì tôi có thể hỏi cảm nhận của hai bạn sau thử thách vừa rồi được không ạ? Đau tim hết chị ạ. Đau tim. Đau tim là như nào? Đau tim gọi là dùng lý trí để bẻ gãy con tim chứ chị. Lý trí đã đứt chưa? Chưa, vẫn gọng được một tí, vẫn gọng. Chứng tỏ là tôi vẫn phải làm gì để cái bẻ gãy nốt cái ý chí còn lại này. Bạn nữa đi nhỉ? Em vừa bị hồi hộp ấy ạ, bị kiểu nóng trong người ấy. Nóng do thời tiết hay là nóng do bạn nam nhỉ? Do cảm nắng anh ý. Ok. Bây giờ sẽ như thế này nhá. Tôi xin mời bạn nam ôm bạn nữ trong vòng 10 giây. Ôm bạn à? Ôm và bạn nữ ngả đầu bạn nam. Em lùn lắm. Tôi không biết, đấy là do các người. Nào, 10 giây nhá. Xin mời ạ. Ngả đầu bạn nam, nếu mà em thích thì em có thể như thế này. À, xin mời ạ. Ôm nó tử tế đi xem nào. Này đúng rồi, đúng rồi. Đếm này, 1 2 手中雕刻神话，头发剪短蜿蜒成花，生命中的他是脚瓣磨出人家，中国绕过发梢红纱，自救。喂，答，ngả đầu vào, ngả đầu vào. 9, 10, rồi xin mời các bạn bỏ ra. Ok. Bây giờ nha, tôi sẽ đưa hai bạn sang hai bên để hỏi số điểm các bạn chấm cho nhau là bao nhiêu. Bây giờ hỏi bạn nữ trước đi ạ. À, thế theo như em thì em thấy bạn nam như thế nào? Em thấy lùn thôi nhưng mà cái cute đáng yêu, hài hước, có muối và chấp nhận được. Nói chung là bạn nam cảm thấy khá là hoan hỉ về ngày hôm nay. Em thế thì theo như em thì bạn nam đạt được bao nhiêu phần trăm trong số điểm bạn trai của em? Chắc là 8,75. 8,75 à? Thế là có đủ để quay lại không? Có. Chắc chưa? Em cũng định quay lại đấy nhưng mà để em nhịp tim tăng. Ok, thích tăng nhịp tim à? Ok, rồi bây giờ chúng ta sang hỏi bạn nam nhá. Ok. Thế thì chấm cho bạn nữ bao nhiêu điểm trên thang điểm 10 đi nào? 10 ạ. 10 điểm. À không, à, thang điểm 10 đúng không? Ôi, thang điểm 10, ok. 9 điểm rưỡi. 9 điểm rưỡi vì những cái gì? Nói chung là em sẽ... Tất cả mọi thứ chỉ là bạn ấy... cao. Thế ấn tượng nhất về bạn nữ cái gì nào? Nói thật. Nói thật. Tao biết bọn đàn ông chúng mày thích cái gì mà. Thế thì sao chị phải hỏi ấy? Phải hỏi trả lời nhanh. Đấy. Chỗ anh đứng đây từ chiều. Gì nữa? Anh chưa nhìn thấy ai không? Đấy. Tôi bảo rồi. Tôi biết hết mấy người đàn ông các người mà. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo nha. Ok. Rồi bây giờ mời các bạn quay lưng lại với nhau. Xa thế. Ủa tao len được vào giữa nè. Eo ôi. Ừ, chạm lưng vào. Không cần chạm quá. Sao sao thì đấy, ok. Bây giờ nhá, tôi sẽ đếm từ 1 đến 10. Nếu các bạn đồng ý cho nhau một cơ hội gọi là để tiến tới một mối quan hệ mới, kiểu gọi là cho nhau làm quen, cho nhau cơ hội yêu đương đi, thì các bạn quay mặt lại với nhau. Còn nếu không thì các bạn sẽ đứng im. Mà nếu các bạn đứng im mà tôi sẽ treo cổ các bạn lên cây. Thế nên là tự quyết định nhá. Chuẩn bị ạ. 1 2 Ngày gặp em là ngày trái tim anh lạc nhịp, một giọng nói ấm áp, nụ cười làm anh nhớ nhung bao đêm. Anh đã biết mình yêu em mất rồi, chẳng thể giữ cảm xúc kia ngừng lại.
đồng ý đúng không? Đồng ý đúng không? Ôm nhau một cái đi, ôm nhau một cái đi. em vẫn vui thôi, bọn em vẫn vui quá rồi. Tao là người Covid, tao được quyền vui mà. Ủa các bạn ghép đôi thành công, tao được quyền vui mà. Ủa rồi kỳ ha. Ủa chúng mày chơi kỳ tao nhở. Rồi bây giờ mời các bạn nắm tay nhau đứng sang một bên ạ. Đấy, nói chung là cũng được, cũng ok, nhưng mà bạn nam cần gọi là tập thể lực. Em về đi giày cao gót chị ạ. À, thôi thì cũng được, cố gắng đi vậy. Thì hôm nay cũng đã thành công rồi, thì hai bạn có lời gì muốn gửi đến nhau không ạ? Gửi đến nhau hoặc gửi đến tôi, gửi đến các bạn đi vậy. Em mong là chị sớm có người yêu. Em mong là chị sớm có người yêu. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Út, út, mày út, út. Ôi, ôi, cay thế nhở. Ui, ôi, cái bọn này. Ôi, tôi thề các cậu, tôi không có người yêu, tôi mới đi ghép đôi đó các cậu. Xong bây giờ các cậu chơi bời thế tôi. Quá đáng. Ta từ bỏ ghép đôi bây giờ. Rồi, số ngày hôm nay cũng rất là thành công rồi. Vẫn gọi là thấy hai bạn có một cái sự rất là đáng yêu, rất là tương tác với nhau. Mặc dù là kiểu người lần đầu tiên gặp nó vẫn có một cái gì đấy hơi ngại ngại, nhưng mà lại rất dễ thương ở đây. Thế tôi rất mong rằng các cái số sau các bạn nam có thể gọi là chủ động với các bạn nữ hơn, để mình gọi là thể hiện tính đàn ông ý. Thế nên là các bạn nhớ like, subscribe kênh Epic Entertainment để có thể theo dõi những clip mới nhất của ghép đôi đường phố Phương Châm. See ya.